Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 3, công an thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đang điều tra nguyên nhân một người phụ nữ được phát hiện tử vong trong nhà nghỉ. Được biết, nạn nhân thuê nhà nghỉ từ ngày 16 tháng 3 và không hề ra khỏi phòng. Đến ngày 18 tháng 3, nhân viên nhà nghỉ lên kiểm tra thì phát hiện vụ việc. Ngày 19 tháng 3, công an thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Cùng các lực lượng phối hợp điều tra nguyên nhân người phụ nữ được phát hiện tử vong trong nhà nghỉ. Trước đó ngày 16 tháng 3, chị HTBT, 29 tuổi, ngụ thành phố Bà Rịa, thuê nhà nghỉ IB. Do mấy ngày liền không thấy chị tê ra khỏi phòng nên khoảng 16 giờ ngày 18 tháng 3, quản lý nhà nghỉ cùng nhân viên tạp vụ lên phòng kiểm tra. Khi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa thì phát hiện chị T đã tử vong trên giường, trên mặt có chảy máu, bọt khí, cơ thể có các dấu hoen đỏ nhân viên nhà nghỉ đã trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng công an thành phố Bà Rịa đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra làm rõ. Qua khám nghiệm, nguyên nhân ban đầu xác định chị T tử vong do phù phổi cấp. Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng.